Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Mina đi solo được. Nó chính là đi top nha mọi người. Thì Mina đi top thì cũng giống như là Ngọc á, dành cho đi cho thủ thôi. Thì chỉ khác nhau cái phần trang bị là cái chủ yếu. Còn Ngọc thì cũng có nhiều cách lựa chọn tùy theo cách chơi của mọi người. Mọi người chơi theo hướng phòng thủ thì lên Ngọc thủ. Còn sát thương thì mình sẽ lên không gặp lý và xuyên giáp nhiều. Thì sau đây mình sẽ đi vào bắt Ngọc nha. Mã Ngọc của Mina thì Ngọc đỏ 10 viên mình sẽ lên là giáp, máu tối đa là tốc đánh. Còn Ngọc xanh thì mình sẽ lên là giáp, giáp phép. Hoặc là mình sẽ lên là máu tối đa giảm hồi chiêu nha. Thì mọi người có thể cân nhắc chọn cái máu tối đa giảm hồi chiêu chơi sẽ tốt hơn. Tại vì khi đi solo đường thì không cần giáp và giáp phép nhiều, cần cái máu và cái hồi chiêu nhanh. Về cái bằng bản Ngọc tím thì mình sẽ lên 10 viên là máu tối đa, tốc chạy và hồi máu cho Mina nha. Thì đây là cái phần bản Ngọc cho Mina. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu cho Mina. Về phù hiệu cho Mina thì khi đi solo đường đi top hoặc là đi trợ thủ thì mình được chọn cái mộc giáp. Đơn giản thì cái mộc giáp hiện tại thì nó rất là hiệu quả cho những cái vị tướng mà đỡ đòn đấu sĩ thì xài rất là ok, nên là mình sẽ chọn cái mộc giáp nha mọi người. Hiện tại thì cũng rất là nhiều người chọn cái mộc giáp tại vì nó rất là phù hợp, rất là mạnh nha, tại vì nó hồi được một cái lượng máu rất là nhiều. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị cho Mina đi solo đường. Thì món đầu tiên sẽ là chiếc giày kiên cường. Món thứ hai chắc chắn là sẽ lên công, chính là cái thương Loginus. Và món thứ ba mình sẽ lên cái món thủ, chính là cái áo tròn băng giá nha mọi người. Món thứ tư thì vui chiên choi. Món thứ năm chính là cái khiên thất truyền nha. Cuối cùng là cái giáp phụ mệnh. Món giáp phụ mệnh thì mình có thể lên nhâm thử nha. Đây là cái trang bị đi solo đường, gặp tên bạn là tầm đều giữa sát thương vật lý và sát thương thật. Hoặc là tên bạn là sát thương vật lý mạnh á, thì mình vẫn chơi này được. Nếu mà mạnh quá thì mình thế chỗ của chân trôi thành cái chắc khốn khổ luôn là vẫn ok nha mọi người. Còn nếu mà gặp tên bạn mà có cái đội hình á là tướng hồi phục mạnh á, tức là hồi máu nhanh đó mọi người, thì mình sẽ lên cái đao chi hồn ở món thứ hai nha. Còn nếu mà gặp tên bạn mà sát thương rất thật mạnh á thì mình sẽ lên cái giáp ghe hay cho cái giáp, chính là cái áo tròn băng giá nha. Như vậy thì chơi sẽ ok. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về bản Ngọc trang bị phụ hiệu dành cho vị tướng Mina đi solo đường nha. Qua video này thì mọi người có muốn làm về Ngọc hay là trang bị của vị tướng nào á thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha.